Bên trái. Chị bên phải. Chị bấm nắp. Bước chân. Đi bộ. Đây con. Nhưng mà phải đến buổi chiều đoàn chúng tôi. Kiếm cơm mưa quắn đâu mưa dục cho. Nhìn những hạt mưa rơi. Mưa dục cho nhé. Cảm ơn mẹ đã gả vợ cho con. Cần phải chờ hết mưa. Không hết thì thôi. Biết sao gì à. Từ cái đây để đón quay xe không ạ. Bức nào cũng không tả được. Trời thì đang mưa. Chúng tôi thì chưa quay xong. Không biết nói gì nữa. Vì những hạt mưa đã thay tôi nói tất cả những lời này. Mưa trôi trời đông chụp theo những nỗi thấm mướt lệ sầu môi đắng vì đại mất hy vọng. Đồ xét nữa. Ăn một câu là đánh xét luôn xuống đầu giờ đó. Em hỏi đoàn mình là mấy giờ học cơm. Bây giờ không mưa thì chỉ có ăn. Mưa nào mà không ăn. Đang cái tội ham vui, đẻ ra idea, đẻ ra suy nghĩ, cái chuyện này cái chuyện nọ, tôi tự làm khổ mình, rồi kéo theo mấy đứa em nó khổ nữa, vũ hàng này khổ nhất, tội cho tội là té xong. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Lần đầu tiên quay cảnh ban đêm, hôm ngoài rượu ngoài rẫy nè, hẹn. Ở con tàu không sợ ma da, giờ đang vận chuyển ghe này, vận chuyển đồ qua bên kia thấy thương thiệt. Anh nghe tin gì chưa anh? Anh nghe tin nghe gì rồi, chưa? Rồi mới bên kia rồi ngoại té rồi ơi, mất chiếc bút 2 tỷ các bạn rồi. Ướt hết bộ đồ luôn, nhúng tới nhúng lui ướt hết. Bây giờ anh phải đi ra ngoài lấy bộ đồ của anh mặc kìa kìa. Vậy hả? Đó, may mà anh mang nhiều đồ đó. Thấy không, có lúc mà mang nhiều đồ rất có lợi cái kia. Dạ, xin chào mọi người, mình là Việt Phương Thoa. Và hiện tại thì mình đang vào nhân vật đó chính là cô gái, gọi là bạn gái của anh Hưng. Và cô gái này đặt một cái tạo hình rất là đặc biệt, là một tạo hình khác hẳn thường ngày của Thoa luôn, đó chính là cái quê chân chất, kiểu như là đi bán bánh tiêu, bánh bò đó, kiểu như rất là nhẹ nhàng. Còn bình thường thì mình không có nhẹ nhàng như vậy, cho nên là nó cũng hơi khó nhập vai. Thật ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên làm việc với anh Hưng, mà trước đó thì cũng đã chạy vài cái MV cho anh Hưng rồi để mà truyền thông á. Nhưng mà đây lần đầu tiên gặp anh Hưng ở ngoài, thì anh Hưng rất là nhiệt tình luôn.
á là chưa tới cảnh của anh Hương nghe, mà anh Hương ra chút rồi, ôi cảnh này là em phải diễn lên, mà mẹ là gì là phải đau thiệt lên, cụ thị phạm quá trời luôn. Thì anh ngồi mo anh coi đến thấy chưa có đã cho nên anh vô anh chỉnh luôn. Nó rất là nhiệt tình tới từng cái chi tiết nhỏ luôn để cho cái MV nó trọn vẹn nhất. Ôi kiểu cảm giác lúc đầu được mời vô thì mình không có nghĩ là mình sẽ được đóng vai vợ của anh Hưng. Nhưng bây giờ được làm vợ của anh Hưng, trời ơi Mr. Đàm kia mình rất là rạo rực trong lòng á. Nhưng mà kiểu vai vợ nhưng mà vợ cũng rất là lạ, vai rất là thú vị chứ không là phải một cái vai nó bình thường. Cho nên là mình cảm thấy rất là mong chờ cái MV này, cái điệp khúc trời ơi, trend nha. Cái bài nhạc thôi là đảm bảo sẽ trend luôn. Là đám cưới lại mở rần rần, mở từ Tết cho tới đầu năm tới cuối năm luôn. Là đám cưới nào cũng có cái MV này cho coi. Tại vì cái nhạc nó rất là rần rần luôn. Ôi cái MV này không chỉ là cái lời bài hát trend đâu, mà cái đoạn nhảy rất là trend nha. Anh ra ra một xíu để em nhảy là trời ơi. Em thấy hả, biên đạo gửi cho em là em phái liền anh ơi. Đó, xong rồi hả. Trời ơi, toàn là mấy cái động tác trend không à. Rất là dễ bắt theo cái điệu nhảy này. Cho nên là mấy bạn coi MV mấy bạn nhớ là bắt theo trend nhảy này nha. Chắc chắn là sẽ được lên xu hướng. Cô đang hổ đói đó. Mấy đứa giàu á, chắc biết chia sẻ, biết yêu thương giúp đỡ người khác vậy chắc. Good tech không ngoại, good tech, good tech không? 3 giờ 4, 3 tết là good tech không? Ừ. Đâu có diễn lại. Đó, đó, đó. Ngoại, ngoại về thay đồ ngoại. Không, ta không thay đồ, ta điện bài luôn, để như tôi tự chi cái màu, đổi màu áo cá. Diễn viên mà, để nó phải muốn thay là thay. Anh không có tiền. Đang ngủ rất đẹp mình. Ủa gì mình đi thay. Từ sáng 5 giờ sáng mà ngồi make up với ngoại là chắc tới 8 giờ, 9 giờ là on set với ngoại là 7 với ngoại nói chuyện liên tục không có ngừng luôn mọi người. Tức là cái năng lượng của ngoại, tuy là ngoại lớn tuổi, ngoại kiểu giống như là ngoại già già, nhưng mà cái năng lượng của ngoại nó rất là trẻ. Và giống như kiểu thấy cảm giác ngoại không có mệt, tuy là ngoại từ bên Mỹ mới bay về Việt Nam luôn. Kiểu cái đó là cái mình cần học hỏi ở ngoại. Và ngoại rất là năng lượng và vui vẻ luôn á. Đây là lần đầu tiên mà em được hợp tác với anh Hưng. Là em đã nghe nhạc anh Hưng và em đã thích anh Hưng từ lúc em còn nhỏ. Và có một lần em được nghe live show trực tiếp của anh Hưng thì em thấy anh hát liên tục mười mấy bài luôn, mà hát live nha, cho nên từ đó em rất là thích. Và đây là một cái cơ hội mà em cảm giác giống như là mình may mắn khi mình được tham gia. Cho nên là hiện tại cái đây là cái buổi quay đầu tiên của em, cho nên là tinh thần của em đang rất là thoải mái và kiểu nó thích mà nó vui mà nó lạ lắm. Nắng quá mà nha. Sao ngoại Hà nó cho nên là đủ cái gì đừng ai làm cướp gì hết. Ô thanh thôi cho cái đó tới ngày môn trăng hộ đói. Những hình ảnh của nhân vật ở trong này đó là do Hưng đề nghị, tại vì Hưng đã quan sát, Hưng xem tất cả những cái clip, những cái sản phẩm hoặc những hình ảnh mà các bạn dựng lên đó, nó rất là duyên dáng và nó chiếm được cảm tình rất đông của khán giả. Để xem cái vở kịch do mình dự đóng trong đó là một nhân viên ủi đồ cũng có đoàn hát thôi, cực kỳ duyên dáng luôn, rất ít thấy hình ảnh đó, cho nên là quyết định nói Dự ơi, anh muốn hình ảnh dài 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 được không? Trong cái vở kịch đó, được xong được anh em làm liền. Hãy nhìn khán giả đi ngang kêu hoài tăng, hoài tăng. What? Anh ấy, giữa cái tóc kia mà. Tưởng hoài tăng. Ngoại kêu, ủa, xấu vậy quá trang chi. Ngoại kêu, cái chân mại nó đẹp, mà sao mặt nó xấu quá. Bạn nói xấu thiệt. Con rồi đi. Trời ơi. Chị bé bảy và Phương Tho à? Chị anh giữ luôn, anh giữ kìa. Còn có ngoài Hà, mình dễ rồi. Để có được diễn viên Hollywood này đó là tôi phải bỏ ra 19 triệu đổi vé bay cho má tôi về cho kịp. Chúng thôi là bà còn bệnh bánh bài hoài luôn á. Mấy bảy thì hình ảnh mấy bảy là nó
huyền thoại của Bảy luôn rồi. Nhưng mà đang bang bang trên đường nữa thì xa thấy biết cũng ngang là rồi đó, Bảy đó. Mày lì lắm, mày lì như con bò vậy đó. Mình cố định nhân vật là như vậy đó mọi người. Tội nghiệp anh Dự, dễ thương lắm, cái gì cũng đóng, kêu nó gì cũng làm. Đêm qua mới đọc rap rồi đó. Tạo hình thì khỏi nói là Dự là diễn viên siêu chuyên nghiệp rồi. Mà sẽ tung ra những cái câu nói, những cái chiêu đó là bất ngờ hoàn toàn luôn. Dạ mày lì. Không biết đâu. Đầu bà hai cái tóc rồi. Đầu bán cái bà bán cầu não bà có một cái thôi hà. Trời ơi. Là Hữu Đằng và mình đang tham gia vào trong dự án MV của anh Đàm Vĩnh Hưng và vai diễn của mình là vai bà mối. Nhắc tới bà mối thì mọi người biết ngay đây là sẽ làm người kết nối một cái mối lương duyên, và MV này nó cũng sẽ là kể về một chuyện tình rất rất là dễ thương giữa anh Đàm Vĩnh Hưng và một nữ dấu chấm hỏi. Coi MV rồi sẽ biết nữ đó là ai nha. Còn tôi cũng là nữ. Ráng tin đi nha. Cái này như là nhiều nữ lắm không? Toàn nữ không mà. Toàn nữ rặt không mà. Đâu ai giả gái đâu. Ở ngoài đường á, chạy xe ngời ngời nha. Đàn ông râu riêng nha. Bước vô cổng cái là thành nữ hết. Toàn nữ, full nữ. Ngày hôm qua đúng là một cái ngày mà mình được trải nghiệm thực tế cái việc mà đi quay ngoài dạ, ngoài trời á. Có sình nè, có mưa nè, có nắng nè, có thiếu nước nữa nè. Thực sự khi mà mình quay xong á, dính sình nè nha, mà mình vô mình kiếm nước mình rửa chân á, đó là cũng là một vấn đề nữa. À rồi khi mà mình đi qua được cái chỗ quay á, là không phải đi bằng xe đi thẳng vô đâu, mà mình phải là đi ra qua một cái xuồng, xong mình kéo cái sợi dây đó, mình mới bước qua được bờ bên kia nữa. Mình được trải nghiệm những cái đó mà trước giờ mình cứ được nghe người ta nói nè. Tại vì đằng đó giờ thì đằng thường là đi quay game show, quay mấy chương trình hay là sitcom ở trong nhà thôi à. Đằng ít đi phim đó, thành thử ra hôm qua là mình được trải nghiệm một cái thực tế. Đối với mình đó là một kỷ niệm rất rất là vui. Có một đoạn nhạc intro nha, một đoạn intro giữa nha, mà nó đi kèm theo một cái động tác mà đằng nghĩ trộm vía nếu như được nó sẽ trở thành một trend ở trên TikTok. Tại vì cái động tác nó cũng rất là đơn giản. Đằng làm được, các bạn cũng sẽ làm được thôi. Tại vì đằng nhảy rất là yếu. Nhưng mà mình thấy là vô cái đoạn đó rất rất là dễ thương. Nó vừa miền Tây mà nó mang âm hưởng của hơi kiểu của Thái Lan á. Cái không khí vui tươi của Thái Lan á. Nên là mình rất là thích cái giai điệu này. Anh Hưng là quá dễ thương rồi. Thật sự ngay từ đầu khi mà anh Hưng á nhắn tin cho đằng, đằng không có tin thật sự. Anh Hưng trước đó anh Hưng cũng đi coi đằng diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ đó, thì mình xuất diễn ngày hôm đó mình cũng rất rất là vui, bởi vì có sự xuất hiện của anh Hưng nè, của anh Hà nè, mà ngồi ngay hàng đầu vậy đó. Những người anh trong nghề của mình đi coi mình diễn, mình cảm thấy rất rất là vui bữa đó. Nên là mình cố gắng hết mình cho vai diễn ngày hôm đó. Và rất là may mắn khi mà được anh Hưng ấn tượng mình với vai diễn đó. Và anh Hưng muốn mình đem cái hình tượng đó vào trong MV của anh Hưng. Thì mình nói ok, quá đơn giản, coi như đồ, đầu, tóc, tai rồi nội thất bên trong là em có sẵn hết rồi. Thành thử ra anh chỉ cần cho em cái ngày thôi là em lên rồi. Còn anh Hưng á, khi mà có hỏi về chi phí á, mày thật sự mà nói là mình cũng đã mến mộ anh Hưng từ rất lâu rồi. Cho nên là về cái việc mà chi phí này nọ đó là mình nói luôn anh Hưng là cái việc đó không quan trọng. Miễn anh em được làm việc chung nhau, có kỷ niệm
là được rồi. À, anh Hưng ở ngoài anh rất là dễ thương luôn mọi người ơi. Anh vô anh lo cho mình đủ thứ hết trơn á. Anh take care cho mình là anh sợ mình không được cái này, thiếu cái kia. Cho nên là anh lúc nào cũng kêu người take care cho diễn viên, cho diễn viên, cho diễn viên. Và những cái mà ví dụ như mình đi làm bên ngoài nè, phục vụ cho diễn xuất mình, gặp những khó khăn đó, thì đó đương nhiên đó là một cái tính chất của công việc của người diễn viên rồi. Nhưng mà anh Hưng lại nhìn thấy là sợ mình cực vì cái điều đó. Nhưng mà mình đã quá quen rồi nên là mình cảm thấy rất là thoải mái. Cảm ơn cả nhà. Cho tàu về đi. Cho tàu đi. Đố mọi người giờ này là mấy giờ? Đố luôn. 12 giờ đêm. Đoàn vẫn còn đang vận chuyển tùm lum tùm la. Hưng vẫn còn đứng đây để chia sẻ cùng quý vị. Quay từ 5 giờ sáng, Hưng từ Nha Trang nha, đi thẳng về Sài Gòn, đi xe về và kịp tắm rửa và đi thẳng lên Củ Chi luôn. Trời ơi, cả một ngày phải nói là vừa có nắng nè, vừa có mưa nè, rồi có những cái action rất ghê gớm đã diễn ra. Vui có nè, buồn cũng có. Nói về nỗi buồn đi, là ngoại Hà thân yêu của chúng ta đã mất một chiếc guốc sau trận té rất dữ dội. Trời ơi. Chị không vui. Tiếp theo là ngày hôm nay đang quay tới chiều, trời ơi bão tố, đã quay không được luôn, bùng nổ hết mưa gió, trời ơi xô ngã hết đồ đạc luôn á, ghê lắm. Thấy nó mưa dầm nặng luôn á, buộc phải ngưng cảnh quay luôn, hết 2 tiếng rưỡi chờ mưa tạnh á. Hưng phải nóng lòng phải bơi xuồng qua bên kia đi về nhà tắm rửa về khách sạn á, cách đây gần 20 cây, tắm rửa xong thay đồ để quay trở lại quay cảnh tối đó, và cũng vừa kết thúc xong. Nói chung là cả một ngày quay rất là cực khổ luôn. Mà mọi người biết không, cả một ekip đó 4-5 xe tải đó nha, chở thiết bị, âm thanh, ánh sáng. Đây là những cái đoàn làm từ phim điện ảnh ra, cho nên là họ luôn luôn sợ thiếu này hụt kia đó, họ rên đủ hết tất cả đồ chơi theo, ánh sáng rồi điện máy. Ô trời ơi, quá trời nhân lực con người luôn. Em cả một ngày dài để quay tiếp nữa. Những cảnh Hưng sinh hoạt trong nhà gia đình ra sao, sau khi cưới vợ thế nào và trước khi có vợ ra sao. Mọi người tiếp tục chờ đợi ngày mai nha. Còn bây giờ thì Hưng đi về đi ngủ đây. Mọi người ơi, hãy nhớ đón xem MV của Hưng nha. MV có thể nói là xuất sắc và hot nhất trong năm nay luôn. MV tên gọi là Trời ơi mình đã có vợ.